Chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tinh thần khởi nghiệp của lực lượng thanh niên tham gia hợp tác xã thương mại dịch vụ Hải Bình đã và đang là tấm gương sáng về tinh thần khởi nghiệp để đoàn viên thanh niên Nậm Nhùn học tập và làm theo. Với những giải pháp đa dạng trong thời gian qua, công tác giảm nghèo ở xã Khuôn Háo, huyện Tam Đường đã đạt được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Lai Châu, một viên ngọc sáng lấp lánh giữa đất trời Tây Bắc, từ thiên nhiên, văn hóa, con người. Hành trình khám phá, trải nghiệm, tận hưởng những không gian thiên nhiên kỳ ảo, thơ mộng và hòa mình cùng với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đang thu hút đông đảo du khách khi đến với Lai Châu. Lai Châu cũng đã có nhiều chiến lược và chính sách chào đón các nhà đầu tư. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến với Lai Châu. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ và lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 1 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023, tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022, dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, thống nhất chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của tỉnh ủy. Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, nhất là kết quả cụ thể trong thực hiện chủ đề của năm 2022 và những kinh nghiệm thực tiễn, những phương pháp cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế để nghiên cứu vận dụng, nâng cao khả năng thích ứng với những khó khăn thách thức mới, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém của từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương, lĩnh vực cụ thể. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất những kết quả hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và nội dung chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát, đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hoàng Hữu An, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giang Báo Mỹ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã phát huy dân chủ trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình báo cáo năm 2023. Các cấp các ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các tiềm năng lợi thế của tỉnh, quyết liệt triển khai các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 606 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về ứng phó mưa lũ rét đậm rét hại để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới cũng như mùa đông năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 4500 về việc chủ động ứng phó với rét đậm rét hại trong thời gian tới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời thường xuyên đến chính quyền nhân dân, chủ động ứng phó với thời tiết xấu như rét đậm rét hại, sương muối có thể xảy ra
trong những ngày tới, tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng, xây dựng điều chỉnh kế hoạch sản xuất cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, sẵn sàng phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, thủy sản, chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn huyện Nậm Nhùn đã đẩy mạnh truyền thông nhằm khơi dậy ý chí khát vọng, quyết tâm về khởi nghiệp trong thanh niên. Đến nay thì đã có nhiều thanh niên trong huyện thực hiện mô hình khởi nghiệp thành công. Trong số đó thì có Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hải Bình tập hợp lực lượng thanh niên ở xã Mường Mô lập nghiệp, khởi nghiệp, từ đó truyền cảm hứng, tạo niềm tin, động lực và kinh nghiệm cho nhiều thanh niên khác trong huyện học tập và nói theo. Đến với bản làng văn hóa Nậm Hài, xã Mường Mô, khung cảnh người dân đang hăng say lao động sản xuất, trong đó lực lượng thanh niên là chủ lực tham gia các khâu. Anh Mào Văn Định, hiện là giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hải Bình, đã phát huy tinh thần xung kích, tiên phong khởi nghiệp bằng nghề truyền thống của gia đình. Năm 2020, anh Định đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là các hoạt động dịch vụ trồng trọt. Với công thức gia truyền từ 36 vị men từ mùi hương của các loại lá, anh Định đã nghiên cứu phát triển sản phẩm theo phương pháp truyền thống kết hợp với thiết bị công nghệ hiện đại, khử lọc độc tố, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Từ đó, sau hơn một năm đi vào hoạt động, sản phẩm của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hải Bình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Thì bản thân đi tham gia một số cái chương trình hội nghị và cũng nhận thấy là một số chủ trương của tỉnh đoàn cũng như huyện đoàn hướng dẫn cho các thanh niên tham gia chương trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. Bản thân cũng tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên của xã nhà để tham gia phát triển kinh tế. Với sự mạnh dạn của tuổi trẻ, các thanh niên trong bản Nậm Hài, xã Mường Mô thấy hiệu quả từ mô hình khởi nghiệp này, đã đến học hỏi và tham gia vào Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hải Bình. Cũng là thanh niên của hợp tác xã, thanh niên Tống Văn Chiến đã phát triển thêm ý tưởng khởi nghiệp là tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện để chăn nuôi cá lồng. Sau khi ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên Chiến được chấp thuận, huyện đoàn Nậm Nhùn đã trình ban thường vụ tỉnh đoàn về ý tưởng và được vay vốn 100 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Từ đó anh Chiến đầu tư làm lồng bè, nhập 3.500 con cá nheo và cá chấm giống về nuôi thả. Sau một năm nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ, mô hình khởi nghiệp đã thành công bước đầu. Đến nay, Hợp tác xã Hải Bình đã triển khai được 8 lồng cá và xuất được gần 1 tấn cá thương phẩm. Với các thành viên là lực lượng thanh niên tham gia Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hải Bình đã và đang là tấm gương sáng về tinh thần khởi nghiệp để đoàn viên thanh niên trong xã, trong huyện học tập và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên huyện Nậm Nhùn. Trong thời gian qua thì huyện đoàn cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên thanh niên để tham gia phát triển kinh tế xã hội và tham gia vay vốn các cái nguồn ngân hàng chính sách và các cái nguồn 120 do trung ương đoàn phát động. Và kết quả là cũng xuất hiện các cái mô hình thanh niên làm kinh tế, ví dụ như là hợp tác xã thanh niên tại xã Mường Mô và làm mô hình lồng cá, nuôi cá và mô hình chanh leo của thanh niên xã Nậm Hàn. Trong thời gian tới là đối với huyện đoàn là cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cũng như là hướng dẫn thanh niên để tiếp tục tiếp cận các cái nguồn vốn vay để vay vốn để phát triển kinh tế xã hội, làm nhân rộng nhiều mô hình hơn nữa trong toàn huyện. Bước đầu khởi nghiệp thành công, song các bạn trẻ ở Hợp tác xã Hải Bình và thanh niên trong huyện luôn trăn trở về thực trạng vốn khởi nghiệp, cách tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi, giải pháp liên kết mô hình, đầu ra cho sản phẩm. Từ đó trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội các cấp phát huy vai trò của tổ chức đoàn đồng hành với đoàn viên thanh niên trong lập thân lập nghiệp, giúp đoàn viên thanh niên đang khao khát khởi nghiệp có cơ hội nắm được các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,
tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Thực hiện luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đã được giao. Trong đó tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành, hạn chế thanh toán tạm ứng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phân bổ các nguồn vốn đúng thời gian, mục tiêu và sách mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả, tập trung không dàn trải và tránh nợ đọng vốn, triển khai và thực hiện theo đúng luật đầu tư công và các hướng dẫn của bộ, ngành, trung ương. Đến ngày 15 tháng 11, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã thực hiện thẩm định 4 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, 2 báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định và trình phê duyệt 53 kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công tác thẩm định cơ bản đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm không dàn trải, tạo được động lực để phát triển kinh tế, không gây lãng phí vốn đầu tư của nhà nước. Toàn tỉnh đã thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 221 dự án, trong đó cấp tỉnh 86 dự án, cấp huyện là 135 dự án, với giá trị quyết toán là trên 1.700 tỷ đồng. Qua công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đã tiết kiệm giảm so với số đơn vị đề nghị quyết toán, tổng số kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Than Uyên tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, triển khai thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện huyện Than Uyên có 7 trên 11 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, các xã đều không duy trì đạt chuẩn tiêu chí số 15 về y tế. Với chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, có 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 1 xã đạt 19 tiêu chí. Bình quân các xã trên địa bàn đạt 16,73 tiêu chí trên xã. Huyện tiếp tục tổ chức rà soát, đăng ký các chỉ tiêu, danh mục dự án triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, duy trì và phát triển 20 sản phẩm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận. Năm 2022 đã có 3 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh đợt 1 năm 2022. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hướng dẫn các chủ thể tham gia đăng ký chấm OCOP đợt 2 của các xã thị trấn với hơn 15 sản phẩm đã đăng ký dự thi. Trong những năm qua, huyện Tam Đường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập trung lồng ghép mọi nguồn lực để triển khai thực hiện môi trường nông thôn, tạo cảnh quan bản làng. Đến nay, huyện đã duy trì 52 trên 126 bản sáng xanh sạch. Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng thành công 3 bản sáng xanh sạch đã đăng ký trong năm 2022, gồm các bản Phìn Ngan Lao Trải, xã Tả Lèng, bản Thống Nhất, xã Bình Lư, bản Ngài Thầu Thấp, xã Cồn Há. Việc xây dựng mô hình bản sáng xanh sạch đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và hoàn thành lộ trình xây dựng huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Với những giải pháp đa dạng trong thời gian qua, công tác giảm nghèo ở xã Cồn Há, huyện Tam Đường đã đạt được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, làm tiền đề, bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, xã Cồn Há triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, qua đó khơi dậy tính tự lực tự cường của người dân trong việc chung tay xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới. Như vậy, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, diện mạo nông thôn xã không ngừng khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã đạt 36 triệu đồng một người một năm. Để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, xã đã chỉ đạo các bản tăng cường hướng dẫn vận động bà con đưa cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cây chanh leo, cây chè, cây mắc ca và dược liệu vào sản xuất. Trước chị cũng làm nương làm ruộng, xong bây giờ thì cũng có ao cá, hai ao cá, xong ai mua cá về thả. Xong mong muốn được cá to mang đi bán, được thu nhập được nhiều hơn. Xong nhà cũng nuôi gà, vịt, xong rồi mấy con lợn. Xã cũng đề ra những giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo chung của huyện. Nhờ thực hiện các chương trình giảm nghèo nên nhận thức của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều nhóm hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và vươn lên thoát nghèo bền vững.
từ các dự án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, 100% các thôn bản có đường bê tông, điện lưới quốc gia đến với bà con nhân dân trên địa bàn. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới, phục vụ cho sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đối với xã Phôn Há thì cũng trong năm qua thì cái tỷ lệ cái thu nhập cũng là đạt thấp. Cái điểm đối với cái chủ trương của xã thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo quyết liệt đưa chủ trương tuyên truyền đảm bảo con nhân dân đưa một số cái loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất và chuyển đổi cái cơ cấu giống cây trồng phù hợp với tình hình khí hậu thực tế. Như hiện nay là cũng có một số cái mô hình như chanh leo và mô hình chè và cũng như mô hình rong giềng thì cũng đã và cái sâm lây châu thì hiện nay chúng ta bỏ con nhân dân thì cũng đã có thực hiện cây dữ liệu cũng như cây thảo quả thì hiện nay thì cũng đã triển khai đảm bảo con nhân dân qua thời gian qua thì cũng đã triển khai mọi nhân dân đến giờ phút này thì cái tỷ lệ thu nhập cho bà con phát triển kinh tế thì cũng khá giả so với những năm trước. Những giải pháp giảm nghèo hiệu quả ở xã Khôn Há đã góp phần nâng cao thu nhập đời sống của người dân trên địa bàn. Từ đó, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Khôn Há nói riêng và huyện Tam Đường nói chung. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức khai mạc giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh tỉnh lần thứ 18 năm 2022. Giải đấu là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, lần lượt các đội bóng đã bước vào thi đấu tranh tài với các nội dung đôi nữ và nam khối nông thôn, huyện, sở ngành theo hình thức loại trực tiếp và vòng tròn tính điểm. Do được đánh giá là những đội có trình độ và chất lượng chuyên môn cao nên các đội đều tỏ rõ được sự quyết tâm thi đấu của mình. Chính vì vậy, các cầu thủ đã thi đấu nhiệt tình và thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đối với đội bộ đội biên phòng chúng tôi thì năm nay được giao nhiệm vụ là trưởng ban tổ chức giải. Nên là anh em cũng đã tập trung tập luyện rất là hăng say cách đây 15 ngày. Về với giải ngày hôm nay thấy mặt bằng chung của các đội là rất là mạnh. Đội tuyển biên phòng tôi sẽ cố gắng là đạt thành tích cao nhất trong cái đợt này. Giải bóng chuyền công nông binh toàn tỉnh mà tổ chức tại Tân Uyên thì có thể nói là một trong những ngày hội thể thao. Có thể nói là những ngày hội thể thao của Tân Uyên. Bởi vì là cầu thủ của tất cả các huyện, các ngành của tỉnh về tập trung tại Tân Uyên thi đấu và đây có phong trào khán giả đi xem rất là đông, rất là vui. Giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh tỉnh lần thứ 18 năm 2022 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 với sự tham gia của 18 đội bóng với 200 vận động viên đến từ các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Tân Uyên. Giải đấu lần này là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Và đây cũng là năm thứ hai giải tổ chức tại huyện Tân Uyên. Đồng thời, thông qua giải đấu đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh khối đoàn kết công nông binh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao sức khỏe của công nhân viên chức người lao động, nông dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh tỉnh Lai Châu được tổ chức hàng năm. Thì năm nay là Bộ đội Biên phòng được giao trưởng ban tổ chức giải. Thì có thể nói là mục đích là nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao của trong toàn tỉnh, làm cho cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang nâng cao đời sống tinh thần vật chất và sức khỏe. Có thể nói, giải đấu là bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh nói chung, phong trào tập luyện bóng chuyền nói riêng. Thông qua giải đấu, góp phần cổ vũ động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, thể lực cho cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.